Sư cô nào đọc nè. Thầy nào. Thì thầy thầy nào được hả? Ai đọc cũng được, thầy nào đọc lấy cái bản kinh. Hôm nay kinh Asalayana. Đọc có biết rồi. Cứ đọc thứ thà nè. Kinh Asalayana trang 681. Kinh Asalayana. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Savatthi Chetavana tại Tinh Xá. Ông cấp cô độc, lúc bấy giờ khoảng 500 bà la môn từ nhiều quốc độ khác nhau trú tại Savatthi. Vì một vài công việc, những vị bà la môn ấy suy nghĩ: Sa môn Gotama này chủ trương bốn giai cấp đều thanh tịnh, ai có thể cùng với Sa môn Gotama thảo luận vấn đề này? Lúc bấy giờ thanh niên Asalayana trú tại Savatthi, trẻ tuổi, đầu cạo trọc, chỉ có 16 người, tinh thông ba tập Vệ Đà, với tự vận, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện, thông hiểu từ ngữ và văn phạm, thâm hiểu thuận thế, luận và đại nhân tướng. Rồi các bà la môn ấy suy nghĩ: thanh niên Asalayana này trú tại Savatthi, trẻ tuổi, đầu cạo trọc, chỉ có 16 tuổi, tinh thông ba tập Vệ Đà, với tự vận, lễ nghi, ngữ nguyên và thứ năm là các cổ truyện, thông hiểu và tự vận và văn phạm, thâm hiểu thuận thế, luận và đại nhân tướng, vị ấy có thể thảo luận với Sa môn Gotama về vấn đề này. Rồi những bà la môn ấy đi đến thanh niên Asalayana. Sau khi đến nói với thanh niên Asalayana: Tôn giả Asalayana, Sa môn Gotama chủ trương bốn giai cấp đều thanh tịnh. Tôn giả Asalayana, hãy đến thảo luận với Sa môn Gotama về vấn đề này. Khi nghe nói như vậy, người thanh niên Asalayana nói với bà la môn ấy: Sa môn Gotama là vị nói đúng pháp, và những ai nói đúng pháp thật rất khó thảo luận. Tôi không có thể thảo luận với Sa môn Gotama về vấn đề này. Lần thứ hai, các bà la môn nói với thanh niên Asalayana: Tôn giả Asalayana, Sa môn Gotama này chủ trương bốn giai cấp đều thanh tịnh. Tôn giả Asalayana, hãy đến thảo luận với Sa môn Gotama về vấn đề này. Tôn giả Asalayana đã sống đời sống của vị du hành khất sĩ. Lần thứ hai, thanh niên Asalayana nói với các vị bà la môn ấy: Sa môn Gotama là bậc nói đúng pháp, và những người nói đúng pháp thật rất khó thảo luận. Tôi không có thể thảo luận với Sa môn Gotama về vấn đề này. Lần thứ ba, những vị bà la môn ấy nói với thanh niên Asalayana: Tôn giả Asalayana, Sa môn Gotama này chủ trương bốn giai cấp đều thanh tịnh. Tôn giả Asalayana, hãy đến thảo luận với Sa môn Gotama về vấn đề này. Tôn giả Asalayana đã sống đời sống của vị du hành khất sĩ. Tôn giả Asalayana chớ có bị chiến bại trong một cuộc chiến bại không có binh khí chống cự. Khi nghe nói như vậy, thanh niên Asalayana nói với các vị bà la môn ấy: Thật sự tôi không chấp nhận được lời yêu cầu của chư tôn giả. Tôn giả Gotama là bậc nói đúng pháp, và những ai nói đúng pháp thật rất khó thảo luận. Tôi không có thể thảo luận với Sa môn Gotama về vấn đề này.
Tuy vậy tôi cũng sẽ đi như lời chư tôn giả yêu cầu. Rồi thanh niên Asalayana cùng với đại chúng Bà La Môn đi đến Thế Tôn. Sau khi đến nói lên với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm, thân hữu liền ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thanh niên Asalayana bạch Thế Tôn: Thưa tôn giả Gotama, các vị Bà La Môn nói như sau, chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có Bà La Môn là màu da trắng, giai cấp khác là màu da đen. Chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh, các giai cấp phi Bà La Môn không được như vậy. Chỉ có Bà La Môn mới là con chính thống Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Siêu Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Ở đây tôn giả Gotama nói như thế nào? Nhưng này Asalayana, các nữ Bà La Môn và các Bà La Môn được thấy là có kinh nguyệt, có mang thai, có sanh con, có cho con bú. Do vậy các vị Bà La Môn ấy sanh ra từ nữ căn, lại nói Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có Bà La Môn là màu da trắng, giai cấp khác là màu da đen. Chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh, các giai cấp phi Bà La Môn không được như vậy. Chỉ có Bà La Môn nói mới là con chính thống Phạm Thiên, sanh từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Dầu tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng các vị Bà La Môn vẫn tự nghĩ rằng chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, như trên vân vân, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ như thế nào? Ông có nghe chăng? Tại các biên địa quốc độ khác như Yona và Campuchia, chỉ có hai giai cấp, chủ nhân và đầy tớ. Sau khi làm chủ nhân lại trở thành đầy tớ, sau khi làm đầy tớ lại trở thành chủ nhân. Thưa vâng, con có nghe trong các quốc độ biên địa như Yona, Campuchia, chỉ có hai giai cấp, chủ nhân và đầy tớ. Sau khi làm chủ nhân lại trở thành đầy tớ, sau khi làm đầy tớ lại trở thành chủ nhân. Ở đây này Asalayana, do sức mạnh gì, do sát tính gì của các Bà La Môn mà ở đây các vị Bà La Môn lại nói chỉ có giai cấp Bà La Môn là tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, là con cháu thừa từ Phạm Thiên? Dầu tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây các vị Bà La Môn vẫn nghĩ như sau: chỉ có giai cấp Bà La Môn là tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ như thế nào? Chỉ có người Khatiya sát sanh, lấy của không cho, có tà hạnh như các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tâm tham, có tâm sân, có tà kiến, sau khi thân hồi mạng chung mới bị sanh vào cõi dữ, ăn thú, đọa xứ, địa ngục, Bà La Môn phải như vậy không? Và chỉ có người Vesa và người Suda sát sanh, lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hồi mạng chung mới bị sanh vào cõi dữ, ăn thú, đọa xứ, địa ngục. Các Bà La Môn không phải là như vậy. Không phải như vậy, tôn giả Gotama, người Khatiya cũng vậy. Tôn giả Gotama, nếu sát sanh, lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, cũng bị sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục, Bà La Môn cũng vậy. Tôn giả Gotama, Vesa cũng vậy. Tôn giả Gotama, Suda cũng vậy. Tôn giả Gotama, tất cả bốn giai cấp. Tôn giả Gotama, nếu sát sanh, lấy của không cho, có tà hạnh trong các dục, nói láo, nói hai lưỡi, nói ác khẩu, nói lời phù phiếm, có tham tâm, có sân tâm, có tà kiến, sau khi thân hoại mạng chung, đều sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Ở đây, này Asalayana, do sức mạnh gì, do sát tính gì của Bà La Môn mà các Bà La Môn lại nói chỉ có giai cấp Bà La Môn là tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, là con cháu thừa tự Phạm Thiên? Dầu tôn giả Sa Môn,
có nói như vậy, nhưng ở đây các Bà La Môn vẫn suy nghĩ chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ như thế nào? Chỉ có Bà La Môn từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ nói ác khẩu, từ bỏ ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có son tâm, có chánh kiến. Sau khi thân hoài mạng chung, được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này, Khatiya không được vậy, Vesa không được vậy, Suda cũng không được vậy. Không phải vậy, tôn giả Gotama, Khatiya cũng vậy. Tôn giả Gotama, nếu từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có son tâm, có chánh kiến, thì sau khi thân hoại mạng chung cũng được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Bà La Môn cũng vậy, tôn giả Gotama, Vesa cũng vậy, tôn giả Gotama, Suda cũng vậy, tôn giả Gotama. Tất cả bốn giai cấp, tôn giả Gotama nếu từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hành trong các dục, từ bỏ nói láo, nói từ bỏ nói hai lưỡi, từ bỏ ác khẩu, từ bỏ nói lời phù phiếm, không có tham tâm, không có son tâm, có chánh kiến, thì sau khi thân hoại mạng chung đều được sanh vào thiện thú thiên giới cõi đời này. Ở đây, này Asalayana, do sức mạnh gì, có sát tính gì của Bà La Môn mà các Bà La Môn lại nói chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, là con cháu thừa từ Phạm Thiên? Dầu tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây các Bà La Môn vẫn nghĩ rằng chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, là con cháu thừa từ Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ như thế nào? Chỉ có Bà La Môn mới có thể trong quốc độ này tu tập từ tâm, không sa, không hận, không sân, Khatiya không thể được, Vesa không thể được, Suda không thể được. Không phải vậy, tôn giả Gotama, Khatiya, tôn giả Gotama cũng có thể trong quốc độ này tu tập từ tâm, không hận, không sân, Bà La Môn cũng vậy, tôn giả Gotama, Vesa cũng vậy, tôn giả Gotama, Suda cũng vậy, tôn giả Gotama, tất cả bốn giai cấp, tôn giả Gotama đều có thể trong quốc độ này tu tập từ tâm, không hận, không sân. Ở đây, này Asalayana, do sức mạnh gì, do sát tính gì của Bà La Môn mà ở đây các Bà La Môn lại nói như sau? Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, là con cháu thừa từ Phạm Thiên. Dầu tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây các Bà La Môn vẫn nghĩ rằng Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, là con cháu thừa từ Phạm Thiên. Này Asalayana, ông nghĩ như thế nào? Chỉ có Bà La Môn mới có thở, mới có thể sau khi cầm vào lưng và bột tắm, đi đến sông tắm sạch bụi bặm, Khatiya không có, không thể được, Vesa không có được, Suda không thể được. Không phải vậy, thưa tôn giả Gotama, không tôn giả Gotama, Khatiya cũng có thể sau khi cầm cào lưng và bột tắm, đi đến sông tắm sạch bụi bặm, Bà La Môn cũng vậy, tôn giả Gotama, Vesa cũng vậy, tôn giả Gotama, Suda cũng vậy, tôn giả Gotama, tất cả bốn giai cấp, tôn giả Gotama đều có thể chào thầy, thầy dừng ở đây. Dạ. Con trai gọi đọc sư nghe quý thầy, quý vị nghe mọi mệt ra, quý vị về đọc lại toàn đoạn, tôi tóm tắt lại thôi, rồi quý vị về đọc lại, về đọc nghe nó mỏi mệt, quý vị cái kinh quán như cái da nó khó vậy đó, đọc mà nó mỏi mệt, thành từ kiên nhẫn mà đọc hết cuốn kinh, bài kinh không khó. À, đây là bản kinh mà trong cái tập 3 này sở dĩ tôi đi nhanh á, là trong bộ kinh 2 này là bởi vì rất nhiều kinh nói lặp lại về các hành tu là đã học rồi mà đơn giản hơn, cho nên mình cần tiếp đi vào, chỉ sau này mình đọc lại thì cũng cần thiết đọc lại để cho nó nhập, nó thâm nhập. Thứ hai là còn nhiều kinh mà đối thoại giữa Phật giáo và các ngoại đạo, cho nên tôi chọn cái kinh Asalayana này là một kinh mà mình đang gọi là tranh luận về ngoại đạo, cả kinh kia cũng tương tự, còn kinh thì ca ngợi Đức Phật, có kinh thì họ chống đối Đức Phật, nhưng đây là một cái bản kinh trong cái mức độ vừa phải mà họ đến cũng là mục đích để tranh luận đó. Thì về cái nội dung của kinh như thế này,
là Ấn Độ là chủ trương có bốn giai cấp từ xưa cho đến nay. Cách đây từ 1945 thì Ấn Độ sau khi mà lấy giành là độc lập từ Anh á, thì họ đi vào chế độ dân thể chế dân chủ. Thế hiến pháp thì chủ trương như vậy, nhưng trên thực tế vẫn còn bốn giai cấp và cách biệt lắm. Khi tôi qua sống bên đó thì là bốn giai cấp vẫn còn hiện rõ ràng, hiện ra rõ ràng, còn một khoảng cách rõ ràng. Giai cấp Bà La Môn là giai cấp của các tu sĩ tế lễ đó, họ chủ, họ làm chủ vấn đề tế lễ về là tín ngưỡng. Giai cấp thứ hai Sạc Đề Lợi là giai cấp của các vua chúa quan quyền, những người lãnh đạo của quốc gia đó, gọi là giai cấp Sạc Đề Lợi. Giai cấp thứ ba là giai cấp thương nhân buôn bán, gọi là Vesa hay là thị xã. Giai cấp thứ nhất ấy, là gọi là Bà La Môn Brahmana. Giai cấp thứ hai Khatiya hay là Sạc Đề Lợi. Giai cấp thứ ba là Vesa hay là gọi là thị xã. Thị xã là giai cấp thương nhân buôn bán. Giai cấp thứ tư là Sutra. Sutra là giai cấp thụ Đà La, tuy nhiên giai cấp gọi là cùng đinh hạ liệt, giai cấp kém nhất trong xã hội. Giai cấp này là gọi được hiểu như là giai cấp nô lệ. Các giai cấp mà đặc biệt giai cấp Sạc Đề Lợi và giai cấp Bà La Môn là có thể sử dụng giai cấp Sutra như là những người nô lệ. Họ muốn bán thì là bán, muốn bán cũng được, muốn giết cũng được, muốn cho sống là sống, muốn giết là giết. Nó khổ đến như thế. Kỳ thì giai cấp và cái phân biệt giai cấp Ấn Độ là rất là đậm nét và rất là khổ sở, tạo ra nhiều cái khổ sở trong cuộc sống. Thì đó là chủ trương của Bà La Môn giáo đề ra, họ đề ra như vậy để họ giữ lấy cái quyền lợi lớn của họ. Cái giai cấp Bà La Môn ít lắm, không nhiều lắm. Giai cấp này là ông bần hồi Bà La Môn thì đẻ con ra, rồi là Bà La Môn, bố mẹ Bà La Môn, con của Bà La Môn, và họ vẫn lập gia đình, nhưng mà họ được hưởng nhiều cái quyền lợi lớn. Họ được họ làm chủ tế tự và quần chúng vua chúa cũng nghe họ này, họ như là cố vấn cho vua chúa về mặt nghi lễ tín ngưỡng, rồi họ được hưởng nhiều quyền lợi, giàu có, họ có nhiều đất đai, làm có nhiều nhà, mà những cái nhà giàu nhất của Ấn là nhà Bà La Môn. Họ có là hàng ngàn hàng trăm mẫu ruộng, như là một thứ điền chủ đặc biệt ấy, quyền lợi lớn lắm. Giai cấp thứ hai là giai cấp mà rồi họ con cháu là được học lớn lắm, học hành đa số những giai cấp này là có kiến thức cao, kiến thức rộng, học hỏi nhiều, là bởi vì họ có điều kiện lớn quá, họ thì điều kiện xã hội họ lớn rồi, mà tiền bạc họ nhiều lắm. Tại vì cứ đời này qua đời kia là cứ dòng dõi này dòng dõi nọ của Bà La Môn, dòng họ này dòng họ nọ là của Bà La Môn, là giàu có và con cái học nên và cứ làm lớn và cứ sung sướng. Còn những giai cấp buôn bán là ông bà nội buôn bán, để bố mẹ buôn bán, để con cái buôn bán, người truyền nghề như vậy thôi, là lo buôn bán mà sống. Rồi còn giai cấp Sutra là cứ đi làm công làm thuê, đi làm mướn cho họ và làm tay sai cho họ thôi, mà họ còn kỳ thị lớn nữa. Là hệ mà giai cấp Sutra, giai cấp mà Sạc Đề Lợi, Bà La Môn đi đâu thì giai cấp Sutra phải trốn tránh đường à, trốn nói là họ là hèn kém, dơ bẩn, mà nếu đến gần thì làm dơ bẩn của người Sạc Đề Lợi với người Bà La Môn, thành họ coi như họ được đối xử như con vật á, khổ sở lắm, không có bình đẳng. Đó là cái cách mà phân xử. Và những giai cấp Bà La Môn là cưới giai cấp Bà La Môn mà thôi, cưới hỏi giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sạc Đề Lợi cưới hỏi giai cấp Sạc Đề Lợi, giai cấp Về Xã cưới hỏi Về Xã, giai cấp Sụ Tà Ra là cưới hỏi giai cấp Sụ Tà Ra. Riêng giai cấp Về Xã là giai cấp cũng phải sáng chi, mà họ vẫn còn hạnh diện đối với giai cấp Sụ Tà Ra, làm họ còn sai khiến giai cấp Sụ Tà Ra. Có chỉ có hai giai cấp đầu Bà La Môn và Sạc Đề Lợi có thể cưới hỏi nhau. Và khi mà cưới hỏi nhau thì có thể thì người con sinh ra do bà mẹ là Bà La Môn, hay là người cha là Bà La Môn mà mẹ là Sạc Đề Lợi, hay là bà mẹ Sạc Đề Lợi mà cha là Bà La Môn, thì được con đó có thể chọn họ là Bà La Môn hay Sạc Đề Lợi. Đó là thì hai giai cấp đó là nó sát cạnh nhau và để khống chế lãnh đạo xã hội Ấn Độ thời xưa. Thì câu chuyện họ là đẻ ra nhiều bi kịch trong xã hội, dù đau khổ lắm chứ không phải đơn giản và lạnh, hẳn có vẻ lạnh lùng như trong bản kinh mình đọc đâu. Thành thử có một lần ngài A Nan đó, đây là câu chuyện ngài A Nan. Một lần ngài đi hành đạo thì đi Ấn Độ, đi từ chỗ này qua chỗ kia, đi qua nhiều cánh rừng và nhiều sa mạc và nhiều cái bãi đất hoang này. Trời nắng nóng lắm, nóng đến bây giờ có thể nóng 47 48 độ bất phân. Thì là khát nước lắm, cho nên họ ca ngợi thì hành cũng dừng nước á, công đức lớn.
thì ngài đang đi khắc nước như vậy, đi ngang qua gần cung suối thì gặp một cái người sutra, một cô gái sutra gánh nước. Thì cô đó mà thấy ngài A Nan đi là biết ngài là dòng Sạc Đề Lợi, ngài đi tu nhưng dòng Sạc Đề Lợi, là bỏ cái gánh nước đó chạy trốn cũng bùi à. Là nói bởi vì sợ mà đến gần ngài thì làm dữ ý ngài đi, cho nên trốn cứ bùi. Thì ngài A Nan ngài cứ kêu gọi là rồi ngài mới nói đến gần ngài nói cho tôi xin nước. Thì cô kia cô nói thôi ngài đừng đến gần con, ngài đừng đến gần con. Thì ngài A Nan mà nói tôi xin nước kia tôi đô của xin giai cấp. Thì bà kia thấy ngài đối xử rất là thân thiện và bình đẳng, bà ngạc nhiên lắm, cô ngạc nhiên lắm. Thì cuối cùng rồi cô cho nước ngài uống. Nhưng mà ngài nói là có người đâu mà nó đẹp đẽ như thế này, mà nó cao thượng như thế này. Cô xúc động. Rồi sau đó cô về cô đi tu. Từ đó về sau cô đi tu trở thành thì kheo ni. Ngài A Nan giảng cho cô biết là giáo pháp Đức Phật không có phân biệt như vậy, bình đẳng hoàn toàn. Sau đó cô thương nhớ ngài A Nan làm nợ cũng cười. Người đầu tiên để làm một cảm giác đẹp nhất trong cuộc đời mà ý nghĩa nhất. Rồi cô tu trở thành một tỷ kheo ni rồi mà không có đắc quả được là cứ nhớ ngài A Nan. Là hằng nhớ đây không phải nghĩa xấu, mà không biết vì sao là cái nạn đó nó khắc sâu trong tâm đó. Cô không có loại ra được mà nhớ một đỉnh vang xanh sao vàng vọt. Đức Phật ngài biết rồi, vừa đó cô đứng ở vị trụ xử ni như thế thì Đức Phật mới biểu ngã nàng bây giờ Thế Tôn đi đến giảng kinh ở trụ xử đó. Khi đến vị trụ xử ni đó thì Đức Phật ngài nói thế này, thôi cho A Nan đi chơi, Thế Tôn không cần thiết, muốn làm cái gì thì làm, tức là làm như gì muốn. Thì ngài A Nan thì ngài biểu là A Nan phải đến với trụ xử ni mà truyền cái lời dạy của Thế Tôn rằng là tất cả ni tối nay Đức Phật phải giảng kinh và tất cả ni phải đi nghe, ai đau cũng phải đi, đau cũng phải đi, bởi vì ngài biết cái sợi cô này vô khi trốn không đi, ai đau cũng phải đi, người phải khiên dương tới cũng được. Ngài biểu ra lệnh như vậy thì ngài A Nan tới mục đích là để cho cô đó cô gặp cô đợi nhớ, không thôi cô lâu cô nhớ sao vào Đức Phật biết như vậy. Quý vị ở đây trong kinh đã nói rõ chứ không phải là tôi bày ra đâu hả, nói rõ như vậy thì rõ ràng là sự có tâm Đức Phật là tự nhiên, cái chuyện tự nhiên, còn mình tu còn người ta thương chứ làm sao không phải. Nhưng mà bởi vì đấy là bởi cái chuyện cái đó là một cách tạm thời chứ không phải có chi rắc rối lắm. Thì là gặp được ngài A Nan mà các ni bên cạnh bàn của bà cô ni này là đều biết cô đó là thương nhớ ngài A Nan cả. Thì đến thì tối hôm đó cô không muốn đi nghe kinh, nhưng mà thực sự vì Đức Phật biểu phải đi nghe. Ngài A Nan không biết gì cả, ngài không biết cái chuyện tình cảm đó, ngài không biết gì hết á. Ngài cũng cứ đối xử bình đẳng, ngài khi nào cũng vui vẻ các vị ni. Mỗi lần ngài đến thì các vị ni là niềm nở cúng dường thức ăn thức uống và để mà hỏi thăm về Đức Phật á. Ngài như thế nào, Đức Thế Tôn thế nào, ngài đi giảng ở đâu, về sức khỏe ngài thế nào, ứng tìm hiểu về Thế Tôn lọc cả của dìm gạo gây gùi đó. Thì tối hôm đó Đức Phật giảng bài pháp là mục đích là đối tượng chính là cô ni đó. Ngài giảng về ái tầng, đoàn tầng ái. Nghe kinh xong thì cô đắc là hàng cô sướng không. Tuy nhiên một cái người đến đạo Phật như thế là để một cái tôn giáo rất kỳ tuệ đầy tình người đó. Thì có biểu hiện có thái độ của ngài nàng, câu chuyện thì như thế thôi. Nhưng mà như thế này, chủ trương chính của Đức Phật luôn luôn á, trong giáo hội ngài là tất cả các giai cấp đều có thể trở thành đệ tử ngài và đều đắc quả thánh cả. Người ăn trộm như Angulimala của thành kể thành, còn người cô Liên Hoa là cái cô gái mà điếm đó, cô trả thù với giới đàn ông đó, mà trả thù lắm, bị thất tình rồi bị trả thù, bị người ta cho leo cây đó, trả thù được tức hận được ông lắm, nhưng cuối cùng đi tu được đắc A La Hán, đắc thần thông, thì nghĩa là giai cấp hớt tóc như ngài như ngài Upali là công nhân đó vẫn có thể đắc A La Hán, và những người đi buôn cũng được đắc A La Hán, và những người mà gọi là những người giai cấp hoàng tộc như Anuruddha vẫn cũng đắc A La Hán. Cũng nghĩa là bình đẳng trong giác ngộ, trong học tập, trong tu tập, bình đẳng từ giới luật, bình đẳng từ giải thoát, bình đẳng trong cuộc sống tăng già của Đức Phật, trong giáo hội Đức Phật. Tuy nhiên đạo Phật Đức Phật chủ trương bình đẳng hoàn toàn, trong khi đó cả tôn giáo bạn là phân biệt kinh khủng lắm, chỉ có giai cấp Bà La Môn mới làm tu sĩ, còn những người khác là phải cúi đầu họ mà cũng dâng lễ cho họ thôi, chứ không có trở thành tu sĩ được. Thì là Đức Phật ra đời khi mà ngài thành đạo rồi, ngài gây một cái ảnh hưởng rất lớn đối với các vua chúa thời đó, và vì vậy cho nên danh vọng và lời dưỡng của các vị giáo chủ các Bà La Môn giáo bị giảm xuống đi nhiều. Họ nói là khi Đức Phật mà ra đời, khi mà giáo hội ngài chưa phát triển mạnh thì là cái ánh sáng và ảnh hưởng danh vọng và lời dưỡng mà của giáo hội Đức Phật là nó sáng tỏ như mặt trời
còn còn các cái tôn giáo bạn là thu nhỏ lại như con đôn đốm á, thành họ lại tức hận, bực bội tìm cách để hạ nhục Đức Phật. Và quý vị biết họ hạ nhục bằng cách nào? Asalayana này là một cái người thần đồng, giỏi thần đồng của Bà La Môn Giáo, mới 16 tuổi mà thông lầu ba tập Vệ Đà, trong đó là biết được cái tướng, đoán được tướng người này, gọi là nhân tướng học, và biết được cái gọi là cái thuần thế luận là gì, là đối thoại rất giỏi, gọi là thuần thế, cái viết lách mà trình bày vấn đề mà bằng bộ đối thoại đó là gọi là thuần thế luận, rất giỏi. Thì đưa ông cái người này là giỏi nhất trong cái Bà La Môn rồi, nhưng mà đưa một người nhỏ tuổi nhất để đến tranh luận Đức Phật, để hạ nhục Đức Phật. Nhưng mà nếu như bài thì có chi mà xấu hổ cả. Một người 16 tuổi của Đức Phật là bình thường, nhưng mà nếu thắng được một điểm nào thì là họ là hạ nhục. Mà họ đi đến cả một đoàn Bà La Môn lớn thì là đến để mà tranh luận Đức Phật rằng là chủ trương, họ chủ trương phân biệt bốn giai cấp, và họ có cơ sở của họ để họ chủ trương có bốn giai cấp khác biệt, còn Đức Phật chủ trương bình đẳng bốn giai cấp, và họ cho rằng cái quan điểm của Đức Phật không đứng vững ở tới để mà tranh luận. Thì quý vị biết là Asalaya là biết được thất bại rồi, nói với tôi biết là Đức Phật là một người nói đúng sự thật, ngài thấy được sự thật nữa. Một người như vậy không dễ gì để tranh luận, nhưng mà vì Bà La Môn ép buộc rồi Asalayana phải đi tới hầu đối thoại Đức Phật. Thì buổi đối thoại này rất là tốt đẹp, chứ không có cái ý xấu riêng về Asalayana, còn đối Bà La Môn là một cái đòn của họ, và họ muốn để gây cái ảnh hưởng để mà gây cái ảnh hưởng xấu về Đức Thế Tôn, mà họ tin tưởng rằng họ có thể thắng. Thì họ cho rằng Bà La Môn là sanh từ miệng của Phạm Thiên, tất nhiên là họ cho thôi chứ không biết gì cả, họ không biết ai đặt ra nữa, ai đặt ra cái luật này họ không biết. Họ cứ sinh ra Bà La Môn rồi họ cứ nói mình là Bà La Môn, và họ chủ trương mình là sanh từ Phạm Thiên, mình là thánh tịnh. Còn mình danh cái giai cấp kia, thánh tịnh là cao thượng đó, trong sạch cao thượng, có cái thánh tính. Còn những giai cấp kia là hạ tiện, đặc biệt giai cấp về xã và nhất là Tụ Đà La là hạ tiện. Thì quý vị biết á, riêng quan điểm của Đức Phật mà nói về giai cấp bằng đồ là quý vị về đọc thêm cái kinh gọi là Khởi Thế Nhân Bổn Trung Trường Bộ. Khởi Thế Nhân Bổn là nói lên cái gốc, mà cái gốc của cái lúc mà mới thành cuộc đời này hiện thành ấy, gọi là Khởi Thế Nhân Bổn, gốc mà con người có ra như thế nào và nó hiện thành cái tổ chức xã hội giai cấp như thế nào. Thì tôi kể qua để quý vị nắm cái câu chuyện để mà trước khi đi vào những lập luận của Đức Phật của ngoại đạo để cho rõ hơn đó. Thì Đức Phật dạy như thế này, cái đất này á, cái lúc mà hình thành á, lúc đầu là một cái khối nước, khối lậm nước đen ngòm mà đặc sệt và đen ngòm. Rồi sau đó cái khối nước này nó đông đặc ở phía mặt bên ngoài ấy, nó thành một cái lớp vỏ mỏng bên ngoài, nhưng mà gọi là đất đó, nghĩa là phía ngoài cái đất đó nó có một cái vị rất là ngọt, ngọt như là mật ngọt, đặc biệt là một cái vị ngọt rất là hấp dẫn, và nó có cái hương vị thơm, hương thơm và vị ngọt. Rồi cái khi mà nó hình thành cái vỏ cái đất như thế á, thì có một cái vị thiên đầu tiên ở tỉnh Quang Thiên khi hết tuổi thọ nó thác sanh vào trái đất này, rơi xuống trái đất này và bằng hóa sanh. Họ vẫn có thần thông, họ sống với từ hỷ và niềm hỷ lạc trong lòng là đủ sống thôi, họ không cần ăn uống gì cả, và chưa có nam căn nữ căn chết, họ là con người chư thiên và không có hiện rõ cái thân tướng nam nữ gì cả. Rồi họ sống bằng từ hỷ và năng niềm vui mà thôi, và bằng bay liền với ánh sáng thân phát ánh sáng hào quang. Rồi cái người đầu tiên xuống á, rồi họ cảm thấy cô đơn vắng vẻ, rồi họ mong ước mong rằng là ước mong chỉ có những người bạn cùng đến sống chung vui. Thì họ khởi lên cái điểm như vậy, thì các chư thiên mà ở bên Tử Quang Thiên thì lần lượt họ hết tuổi thọ, rồi theo cái duyên đó họ xuống, họ cũng sinh xuống trên đất này, xuống nhiều lần, và những cái lớp người đầu tiên đó vẫn sống với cái từ hỷ và hóa sinh như vậy. Rồi sau đó khi mà về cũng khá đông rồi, thì có những vị đó mới bắt đầu thấy là tò mò mà coi cái đất, cái vỏ trên đất nào sẽ có cái hương thơm như thế này, coi cái vị như thế nào, nếm vô cái bắt đầu trước cái vị, thích cái vị, dục vọng nó khởi lên, lòng tham nó khởi lên từ cái lưỡi, cái vị, thích cái vị đó, rồi mất thần thông cả, các vị không bay liền được nữa. Và từ đó hẳn không phải từ hy nữa, mà từ đó phải ăn lên cái đất đó, ăn mà sống, mang về lòng không phải làm lùng gì cả, bởi vì ăn mà còn hạnh phúc nữa, vì đất đai nó thơm ngon lắm. Đối các vị cái cảm nghiệp hồi sinh này thấy là đất đai ngon lắm, và họ ăn, nhưng càng ăn càng cái thích ăn, càng ham, cái lòng tham nó khởi lên, đất nó khô lần lần, đất đó nó khô lần lần, cái vị nó mất lần lần, cái hương nó mất lần lần. Thế đến khi mà cái đất đó nó sợ, nó xài đó, nó thô rồi, thì nó bắt đầu nó sinh ra một thứ nấm mới, thứ nấm nó cũng ngon, cũng thơm, không phải làm đồ gì cả, từ có ăn bằng cái nấm đó.
rồi cái năm đó vì dục vọng họ càng ngày càng tham ăn, rồi ham ăn nhiều nữa. Mà người nào tham ăn nhiều chừng nào thì thân thô rồi, không đẹp. Mà người nào ăn rất ít thì đẹp, thì thân xác còn là người đó đã đẹp nhất. Người nào ăn nhiều nhất là xấu nhất, thân nó thô, thành họ vẫn có cái người đẹp người xấu, thành nó đủ kỳ ganh ghét nhau, bắt đầu đủ kỳ. Người đẹp là có cái tự hào của họ, sinh cái lòng tự hào, và người xấu có cái đủ kỳ vì người đẹp, sinh ghét ghét đủ kỳ. Rồi từ đó thì cái nắm đó nó cũng biến mất đi, nó sinh ra cái dây leo, rồi từ dây leo rồi bắt đầu nó cũng bất lần lần theo cái nghiệp tham lần lần, vì cái lòng tự hào sinh khởi mạnh dần dần, rồi cái lòng đủ kỳ ghét khởi lên dần dần, rồi bắt đầu sinh lúa, sinh hạt gạo đầu tiên. Hạt gạo lúc đầu là không có vỏ, hạt gạo là hệ mà buổi sáng nó mọc lên á thì hái cắt lấy ăn á, ăn bữa nào là gặt bữa đó ăn là vô ra ăn luôn chứ không phải nấu nướng cho mình nữa. Họ ăn cái hạt gạo đó từ đó nó nuôi sống, là chiều nó mọc lên, mà gặt buổi chiều là sáng nó mọc lên, không phải làm lùng gì cả. Nhưng mà sau đó rồi họ sinh được cái lười biếng, họ mà nói thế này, tại vì có người đầu tiên đó nói thế này, tại sao mình phải đi gặt hoài sáng rồi gặt rồi trưa rồi gặt rồi chiều rồi gặt, nó mất công quá, thôi gặt một lần cất cho khỏe, bắt đầu lười biếng rồi gặt cất. Người tránh nhau để gặt cho nhiều cất, lúc đầu cất một ngày rồi cất hai ngày, còn người cất đến bảy ngày, ham tham lần lần mới lười biếng lần lần, rồi lúa nó biếng bất lần lần à. Thì sau đó là phải gieo mà sống được. Lúa hàng bọc mà trồng không đủ để mà dùng, thì họ mới gieo. Rồi gieo thì họ mới tránh nhau cái lúa mà gạt đỏ á, rồi họ mới cuối cùng họ tránh chấp nhau, họ mới chia ra, chia từng vùng ra làm cái ô ruộng đó. À chia ra người này một vùng này, người kia vùng kia, vùng lúa đó. Rồi bắt đầu chia. Khi mà chia rồi á thì có một cái hiện tượng là lòng tham khởi lên, là muốn mình ăn nhiều và muốn mình được nhiều mà đừng có làm đủ nhiều, cho nên để đem tồn, để cái mùa lúa lên là sinh tồn, để gặt tồn mà đem về cất cho mình. Rồi họ mới phát hiện ra được, họ không hung dữ lắm nhưng mà họ bực bội trong cái chuyện đó. Có người tham điên trộm, rồi mày gặt về thì họ phát hiện trộm, thì bây giờ làm thế nào để mày xử? Bởi vì chuyện giữa trời đất cái rồi đó, làm sao xử? Thì họ mới chọn một người công bình nhất, thì người nào mà không trộm, người ngay thẳng nhất á, ít tham nhất là người đó đẹp nhất, và người đó là được chọn làm lãnh đạo như một vị quan tòa ra để xử trong mấy cái vụ mà trộm cắp này. Thì cái người này không phải đi làm ruộng nữa, không phải đi gieo lúa nữa, mà tất cả những người còn lại trong cái tập thể này á, là mỗi người phải cắt chia phần một ít của mình, lúa của mình giao cho người đó sống như trả lương vậy, rồi chỉ làm công việc mà trọng tài thôi, để mà quay ngõ người nào mà ăn trộm cắp là phải trì thì phạt là đó, để giữ cái pháp luật đó. Thì tất nhiên nó khởi đầu cái nhu cầu của xã hội đến đây á, thì quý vị biết á, lúc bây giờ là sinh nam nữ căng sẽ bắt đầu sinh rồi, bắt đầu ăn lúa mà bắt đầu lâm ruộng là nữ căng sinh, nam càng sinh, tự nhiên sinh ra người nữ và người nam. Và lúc đầu họ thấy là họ xấu hổ về chuyện nam nữ của họ lắm, và họ thì chướng lắm, chướng về chuyện nữ căng, chướng về chuyện nam căng lắm, chưa có chuyện chia sẻ ra cả. Thì cái giai cấp đầu tiên sinh khởi là quý vị biết giai cấp đó là Khatiya, giai cấp lãnh đạo, thì ông mà người đẹp nhất mà được chọn để mà sự trong mấy vụ tranh chấp đó, thì đó là Khatiya. Rồi quý vị biết rằng là lần đầu tiên đó, có một cố cầu tự nhiên yêu nhau. À, nó khởi lên dục, nó mạnh từ lời cái tham cái đó, rồi khởi lên dục, dục ái nó khởi lên. Rồi hai cô cầu mà ôm hôn thịt nhau rồi trong kỳ tập thể thấy anh ấy xấu, anh cô chị này làm chuyện dơ dãi. Họ lại học nhìn như vậy, họ ở từ cái chỗ mà chưa hề có cái hôn hít về cái ôm ập nhau về cái vần yêu đương đó, rồi họ bắt đầu thấy xấu. Ôi cho họ vất to vất bùi, sau này mới đặt đồ có cái tục mà đồng cửa thì vất to là tự nhiên cái chuyện này, rồi bắt đầu vất to vất bùi ném to về đuổi ra khỏi cái tập thể, không cho ở tập thể. Rồi nhất là họ hành hạ, họ không phạt cái cô người cô con gái mà hồi đó họ bính nữ giới, rồi họ phạt cái người đàn ông này do chuyện là do anh này xin chuyện cả, thì bắt anh đó nằm người phạt nằm người đường á, vì biết nằm phơi nắng ngoài rồi và không cho vô tập thể. Ghê rồi, họ coi là kể ra thì cái nhìn nó chướng thiệt, cái nhìn giá trị cũng chướng thiệt. Nhưng lúc đầu khi nào cũng vậy. Rồi cô này tự nhiên thấy tình cảm có rõ ràng ra, bắt đầu đem nước đồ đem ra cho cô cầu ra chia sẻ nỗi khổ đau, và không cần họ chấp nhận, không chấp nhận ra sống chung vì cái người đàn ông đó ở người đường đem nước non nó ra. Đó là cái cặp vợ chồng đầu tiên hình thành. Sao họ thấy như thế? Không phải một cặp nữa mà hai cặp, ba cặp là khởi sao được nhau thôi. Cái anh này còn như anh nó còn sợ hãi, lúc bùng đã khởi rồi nhưng khởi hại. Thầy mấy cô bị cầu thấy nhau là đã ưa nhau rồi nhưng mà sợ hãi vì cái gọi là cái thanh kiện xã hội đó, lúc đó họ chưa mở. Thì bắt đầu nhiều cặp quá rồi không biết mà sao mà đuổi cả, thế mà còn ai sống nữa. Thì cuối cùng họ chấp nhận chuyện đó được.
Vì thấy là những người nào làm cho đền nào cho ở ra ở, ở ra khỏi tập thể mất 2 tháng, lý cách tập thể mất 2 tháng. Rồi khi họ sống như vậy thì quý vị biết là bắt đầu nữ căng thân căng khởi, lúc đó đã có áo sống gì đâu, rồi thầy chưa quá, rồi họ bắt đầu lâm nhà lâm lạ rồi che để che cái chuyện là chuyện sống vợ chồng rồi nè, bắt đầu cái nhà cửa bắt đầu sinh. Rồi từ đó quý vị biết đó, có nhiều người đến còn thanh tịnh lắm, bởi vì từ trước kỳ họ còn cái tập khí của chư thiên tình quán chiến xuống đó, họ thấy chán nản quá, họ nói con người chi lạ như thế này, giống con vật thế này, cứ dơ dãy mà nó hèn thế này, họ thấy cái hành động yếu đuối là hèn lắm, rồi họ chán nản. Rồi họ thấy có những người trộm cắp, họ chán nản, họ đi lên rừng, họ tự cách ly mình ra khỏi xã hội đó. Khi mà xã hội chấp nhận cái chuyện đó là trở thành một cái chuyện bình thường á, thì những người này họ bắt đầu họ thấy cần phải tự cách ly họ ra khỏi cái xã hội đó, họ không chấp nhận, họ không chịu được, và bản thân họ không có cái nhu cầu đó. Rồi những người này lên đến rừng họ sống, đó là những người Bà La Môn, gia cấp Bà La Môn xuất hiện. Rồi những người này sống trong rừng nhưng mà rồi cô đơn, ít người sống trong rừng quá thì cô đơn, rồi họ chép kinh, họ đọc kinh, họ nhớ lại cái kiếp trước đó, họ viết kinh, họ đọc kinh, tất nhiên là những cái gì mà họ kinh nghiệm được là đến của trời phàm thiên mà thôi, rồi chép kinh ra như thế. Rồi họ nói họ chịu không nổi, họ mới về sống trong làng, họ không lập gia đình, nhưng họ về sống trong làng, họ chép kinh, sau đó họ lập gia đình, nhưng mà họ sống với đời sống của họ là chép kinh, họ vẫn tiếp tục gọi là họ là Bà La Môn. Bà La Môn không phải là những người tu thanh tịnh nữa, mà là những người sống ở thế tục, sống ở trong làng mạc thành phố với những giai cấp kia, và gọi từ gọi mình là Bà La Môn. Họ chỉ làm thì công việc là chép kinh, nói triết lý đó, thành là giai cấp này như là người mà học rộng á, học thức á, rồi họ học bằng văn từ. Rồi còn cái giai cấp mà kia, giai cấp sạc địa lời là học vừa đủ để họ lãnh đạo. Còn cái giai cấp thứ ba cùng số hàng người lại là bắt đầu từ đó là bắt đầu phải buôn bán này, trao đổi hàng hóa lúa gạo, bắt đầu nhiều nhu cầu xảy ra rồi là giai cấp buôn bán. Còn một số còn lại không chịu buôn bán, không ứng bằng làm Bà La Môn, không có gia đình, nhưng mà họ đi săn. Thì cái giai cấp này, những người này là đi săn, và những người lười biếng mà để đi làm thuế cho người ta vì đi săn thì gọi là giai cấp thứ tư thuộc Đà La. Thoạt đầu cái xã hội hình thành như thế, bộ giai cấp hình thành do cái yêu cầu và do tính tình của các người đó, do hành động thái độ sống của người đó mà tạo ra, thành cái giai cấp sạc đề lời, thành một giai cấp Bà La Môn, thành giai cấp phệ xã, thành giai cấp thuộc Đà La. Nguyên Đức Phật dạy như vậy, và cái thấy của Đức Phật dùng Phật nhãn á để thấy thì như thế, nhưng mà Bà La Môn thì không như thế. Họ là bởi vì có những người từ phàm thiên xuống, rồi họ nhớ lại quả phàm thiên ấy, rồi họ tưởng cái người đầu tiên xuống họ cho họ là như là đấng tạo hóa cuộc đời này ấy, tự xưng như vậy, rồi họ lập ra một cái Bà La Môn, là họ là người đầu tiên như đấng sáng tạo, rồi bắt tất cả mọi người khác phải tôn thờ đó. Thì như vậy là một sự miễn cưỡng do cái ham muốn về cái tư ý của những người Bà La Môn mà tạo ra thôi, chứ không có cơ sở gì cả. Thì vì vậy cho nên khi Asalayana đến để mà tranh luận Đức Phật, vì sao Đức Phật chủ trương bốn giai cấp bình đẳng mà gọi là thanh tịnh á, bốn giai cấp bình đẳng à, mà họ thì chủ trương có bốn giai cấp là không bình đẳng, thì Đức Phật ngài từ từ ngài phân tích để cho Asalayana thấy rằng là cái chuyện phân chia bốn giai cấp là miễn cưỡng, không đúng, không nhân bản, không đúng sự thật, không được chấp nhận. Thì ngài không có nhân danh Đức Phật để mà biểu rằng vì tứ hứa bốn giai cấp phải bình đẳng, cũng phải nhân danh từ bi vì cái lòng từ bi mà bốn giai cấp bình đẳng, cũng phải như vậy, mà ngài cũng nhân danh là một đấng sáng tạo nào cả, và ngài nhân danh một cấm điều nào cả, nhân danh giới, nhân danh định, nhân danh tuệ gì để mà chủ trương bốn giai cấp bình đẳng, nhưng ngài nhân danh một sự thật của chính con người mà chủ trương bình đẳng thôi. Sự thật con người, sự sống nó phơi bày ra như thế nào thì phải chấp nhận như thế ấy. Và cái sự thật đó là bình đẳng bốn giai cấp. Thì vì vậy cho nên cái câu hỏi đầu tiên mà ngài đặt ra cho Asalayana là ngài nói thế này: ông chủ trương rằng là cái giai cấp Bà La Môn là thanh tịnh, là cao thượng, là sanh từ miền của phàm thiên, còn mấy cái giai cấp thủ Đà La là như thủ Đà La là hạ thiện vân vân, thì có phải là cả bốn giai cấp cả Bà La Môn hay là sạc đề lời hay là phệ xã hay là thủ Đà La cũng do mẹ đẻ ra phải không, mà bà mẹ có kinh nguyệt phải không, có ai hơn ai đâu, bà mẹ phải kinh nguyệt rồi bà mẹ cũng phải mang thai, thì cái người Bà La Môn ấy sạc đề lời hay là phệ xã thuộc Đà La chi rồi cũng phải vào thai trong lòng mẹ, rồi vào thai rồi cũng phải sống thời gian trong thai mới đẻ ra, và đẻ ra ở đâu, cửa mình mẹ cũng chúng ra khỏi từ cửa mình mẹ, có ai mà khác đi đâu, có ai cao thượng hơn ai đâu, mà có ai hèn hạ hơn ai đâu, thì có lý do chứ. Đó cái gốc mà anh ra đời là vậy, là cả anh ra đời cái gốc của các anh đó, bốn giai cấp của các anh là như vậy cả, chứ có ai hơn ai đâu,
phải bình đẳng không? Phải giống nhau không? Tại sao là anh miệng anh dựa đâu để anh, nếu mà dựa vào cái gốc sanh ra thì đó ai cũng từ mẹ đẻ ra, từ cửa mình và mẹ cũng kinh nguyệt rồi cũng lớn lên cũng bú sữa của mẹ vân vân, chẳng để mà là giống nhau cả, thì có vì lý do gì, cái cơ sở nào để mà phân biệt bốn giai cấp mà cho giai cấp này là cao thượng và thanh tịnh hơn bốn các giai cấp kia? Đó là cái sự sinh ra rất tự nhiên của con người nè. Cái đó là rõ ràng, sự thật đó nói lên rằng không có lý do chi để phân biệt bộ giai cấp. Thứ hai là có nhiều, nếu anh nhân danh về cái chính thể quốc gia của anh muốn tổ chức bộ giai cấp để vì một cái quốc gia hưng thịnh hay gì đó, thì rõ ràng là đâu có phải một mình anh ứng rồi đấy, Ấn Độ các anh ứng rồi thôi chứ. Còn các cái nước biên địa như yoga hay là Campuchia chẳng hạn, mấy nước đó là chỉ có 2.4. Thì như vậy là có thể cái chuyện đó là chuyện do người tự tạo ra, chứ không phải là sự thật của cuộc đời, do cái tư ý mà tạo ra. Mà giai cấp chủ tớ này cũng phải là giai cấp nữa, bởi vì cái vị trí này vị trí kia mà thay đổi cái vị trí đó thôi, khi thì làm chủ khi làm thờ thay nhau mà làm, chứ cũng phải là ai hơn ai cả. Cũng giống như là ở nhà thì là người chủ nhà mà đi đến trường làm thầy hay là đi đến học một cái lớp bổ túc nào đó, bổ sung nào đó thì là học trò rồi thôi, nghĩa là đi theo vị trí mà thành, chứ không có cái chủ trương giai cấp gì hết. Đó là về xã hội. Thứ ba thì ngài mà hỏi tiếp, ngài nói như thế này, đấy là do cái giá trị hành động của người đấy nè, về trước cái luật quy luật của vũ trụ, quy luật của tự nhiên nhân quả. Nếu như mà cái người Bà La Môn làm thập ác nghiệp hoặc có đào đọa không, thì ông Asalayana trả lời là phải đọa. Vậy thì nếu như mà một cái người Sa Đề Lợi làm rơi vào 10 ác nghiệp của đọa không, cũng đọa. Mà cái người về xã cũng đọa, mà cái người Thủ Đà La cũng đọa. Nếu ai mà làm 10 ác nghiệp thì đều đọa như nhau cả. Như vậy là tất cả bốn giai cấp đều bình đẳng trước cái quy luật nhân quả, quý vị thấy, trước cái 10 ác nghiệp đó. Thì nếu như mà những người, con người mà làm thập thiện nghiệp, mà dù người đó là Sạc Địa Lợi, là Bà La Môn, là về xã hay Thủ Đà La gì, thì cũng được sinh thiên, chứ đâu có phải là vì họ Thủ Đà La mà không được sinh thiên. Là bởi vì chuyện này là cái này là do mà Asalaya nói khó biện luận Đức Phật, là bởi vì ngài thấy rõ mà, ngài thấy tôi thấy họ đi sinh thiên cả rồi, chứ ai thập thiện nghiệp sinh thiên. Thì còn Asalaya không thấy là có cơ sở nào để mà đối thoại Đức Phật. Thì ông này ông biết, ông cũng thông minh thì ông biết chuyện đó là có, và cái nhân quả của Bà La Môn giáo thì cũng dù trước như thế thôi. Thì như vậy là rõ ràng là họ bình đẳng trước cái nghiệp báo, rõ ràng trước cái quy luật nhân quả. Thiện thập ác nghiệp, nếu tạo thập ác nghiệp thì cái giai cấp nào cũng được hưởng cái quả báo lên sinh thiên, thập thiện nghiệp. Còn mình nếu thập ác nghiệp thì giai cấp nào cũng chịu cái quả báo sanh địa ngục cả, ngạ quỷ súc sanh cả. Thì như vậy là bình đẳng. Đó, đối với cái quy luật nhân quả thì về, chứ bây giờ đối tự nhiên, đối với mây, vì gió, vì trời, vì đất cũng bình đẳng không? Bây giờ ngài nói thế này, rửa thì các ông là Bà La Môn vì Sạc Địa Lợi, các ông dùng tắm sông, các ông dùng cao rồi rửa rồi tẩy sạch bụi, rồi cái người Thủ Đà La họ dùng tắm nước cũng rửa sạch bụi không? Nước bình đẳng, bình đẳng, mọi người đang cùng rửa sạch bụi cho người Thủ Đà La vậy. Đó, nước đó. Mình đang có gì đâu mà cũng phải là vì người Thủ Đà La là hèn kẻ mà nước không rửa bùi đâu, chê mà không rửa sạch bùi cho người Thủ Đà La đâu. Rõ ràng là bình đẳng, tự nhiên bình đẳng, nước là vậy. Con lửa bây giờ trong cái buổi lễ, dù cho cả anh là cái Sạc Địa Lợi Bà La Môn là sang trọng, cả anh lấy lửa bằng những cái dụng cụ rất là sang trọng, nhưng mà họ lấy hùng đá, lấy mấy cái que củi mục rồi chứ đó, mà người Thủ Đà La họ làm cái lửa, hai cái lửa đó nóng như nhau, chứ đâu phải lửa Thủ Đà La không nóng, mà lửa đó không làm chảy cười, không đấu chìm thức ăn đâu, vì đấy đó. Đó thì cái hành động làm ra lửa, cái Thủ Đà La đó lửa về nước đối bộ giai cấp đều bình đẳng. Anh làm đúng cách ra lửa, anh mà dùng nước thì tay sạch thôi à, là giống nhau, không có cái miễn cưỡng. Thiên nhiên tự nhiên đối xử bình đẳng với mọi người đó, chứ không có cái sai biệt. Còn vấn đề tu tập tâm của anh, ngoài cái nghiệp ác rồi thì của anh làm á, thì nếu như mà anh muốn mà có cái lòng tư thương người được thì Bà La Môn tu cũng được, mà Sa Di Lợi tu cũng được, mà Thủ Đà La tu cũng được, về xã tu cũng được, chứ có phải là họ tu cũng được đâu. Tuy nhiên là cái nỗ lực đi tới về tâm thức cũng giống nhau, thiên nhiên cũng vậy, quy luật tự nhiên cũng vậy. Như vậy thì có dựa vào đâu để phân biệt bốn giai cấp? Đức Phật chỉ nói ra như vậy là cho đến ngang đó. Nhưng mà bởi vì là mấy người cái Asalaya chưa chịu phục, do ra nói dù thế tốn của nói thế thôi, chứ còn cả vì Bà La Môn học bằng chủ trương nhất định là phân biệt. Thì ngài mới kể câu chuyện, ngài nói thế này: nếu như có cái bà mẹ là người Sạc Địa Lợi, mà ông bố là người Bà La Môn, hai giai cấp này có thể cưỡi hỏi nhau đó, hoặc là bà mẹ là Bà La Môn mà ông bố
là gia cấp sắc để lời thì đẻ ra được con, được con đó có thể giống cha, có thể giống mẹ, và được đó còn lấy giờ lấy cái họ Ba La Môn được không? Nói được, nó thuộc về dòng họ Ba La Môn cũng được, mà muốn sáng đề lời cũng được, thì Đức Phật mừng thinh nói gì cả. Nhiều khi ngài đưa ra hai dòng họ, tuy nhiên là nếu như Ba La Môn có một tính chất gọi là tính chất Ba La Môn cao thượng, Ba La Môn là nghi lễ và sáng đề lời là có tính chất để ra mà lãnh đạo á, thì khi mà bố với mẹ của hai dòng họ mà cộng lại á, thì hằng sinh ra một cái người được con là phải khác, hằng phí Ba La Môn phí sáng đề lời chứ. Cái tài răm được con này là các vị là một đăng chủ trương như thế, mà một đăng các vị là chấp nhận có thể lấy dòng họ Ba La Môn được, mà lấy sai lời được đó là mâu thuẫn. Các vị không mâu thuẫn, các vị không có nhất trí nhất quán, không có cơ sở gì cả, các vị ưa chỉ nói này rồi nè, chết đẻ ra được con đó mà muốn lấy dòng họ Ba La Môn cũng được, trong khi mẹ khác họ, mẹ cha là khác gì, hai dòng họ khác nhau. Ba La Môn sai lời, thằng đẻ ra được con bằng còn về cái gen của mẹ, gen của bố, người thứ ba được con là khác rồi, quý vị thấy này. Nhưng mà tại sao các vị chó không khác? Đó rõ ràng vì vì chó không khác là đúng á. Chó không khác là đúng. Hơn đúng hơn là chú trước, vì vì mà cho rằng Ba La Môn được đẻ ra thì nói với ai mà đó bố mẹ đẻ ra thằng có giống nhau là cũng người cả rồi đấy. Cho nên muốn lấy Ba La Môn vào họ Ba La Môn được thì họ sẽ lấy được. À, nhưng bây giờ ngài mà kể thêm câu chuyện để cho Asalaya thầy là nếu như mà cũng lừa vì cũng ngừa bằng giáo phổ gì nhau thì đẻ ra được con này, con đó là gì nè, gọi là cũng la phải không? Cũng la không phải ngừa không phải lừa. Là rõ ràng khi mà bố khác và mẹ khác thì đẻ nó có khác cho đấy, bố mẹ mẹ con đó quý vị thấy cũng khác là đâu có phải là lừa ngừa đâu, đây là cũng cười á, ra không chủ trương khác được, chủ trương khác gia công được, không bình đẳng với nhau thôi. Chứ còn nếu khác á thì tự nhiên được con ra thì một cái sáng đề lời hẳn là phí Ba La Môn phí sáng đề lời mới được chứ, cho đây là như cũng lừa đấy này, cũng lừa hệ mà cũng ngừa về cũng lừa mà kết hợp với nhau là ra cũng la là Asalaya cũng bối rối rồi. Nhưng mà hắn cũng chưa chịu cứng đầu đấy, chưa chịu đầu hàng. Thực ra trong lòng nó muốn, nhưng mà bởi vì xung quanh còn còn Ba La Môn đó, nó vẫn tiếp tục mà bật thì tốt vậy thôi, chứ còn các vị Ba La Môn vẫn chủ trương khác biệt, phân biệt giai cấp thôi. Quý vị nhớ về cơ sở này để mình biết là Đức Phật chủ trương đạo Phật rất trí tuệ, rất nhân bản, rất tự nhiên, không có nhân danh chính trị, nhân danh xã hội, nhân danh trí để mà hành hạ con người cả. Bởi vì nếu nhân danh là nhân danh vì hạnh phúc của người, chứ không phải là vì để mà hành hạ của người. À, nếu như có một người nào đó, một nhóm người đó mà nhân danh để mà hành hạ của người là những nhóm là gọi là những nhóm như Phật Xít, nhóm đó họ sẽ không tồn tại lâu và đa số quần chúng sẽ phản ứng. Bởi vì phải vì hạnh phúc của con người, về tự nhiên, về cái quý sống, về quý luật tự nhiên. Và đạo Phật rất tự nhiên, rất người, rất đời, rất tự nhiên, chứ không có gì miễn cưỡng cả. Không có gì bị cửa, ngài ngài lập luận trên cơ sở của con người về thực tế đó thôi. Thì ngài mới đưa ra ví dụ như thế này, ngài bắt đầu mở ra một cái bẫy mới. Cái bẫy này là Asalayana không thể thoát được nữa. Ngài mới giảng thế này, nếu như có bà mẹ, tức như có hai anh em đó, sinh ra từ cùng một mẹ mà khác cha, quý vị thấy nè, ngài nói vậy thôi chứ ngài không nói gì cả. Một mẹ khác cha, có sinh ra hai đứa con trai mà cùng một mẹ khác cha. Tuy nhiên là hai họ khác nhau đấy, hai dòng họ khác nhau, hai khác cha là khác dòng họ rồi, khác cha. Nhưng có thể hai cha là hai ông cha đó là cùng một dòng họ, Ba La Môn sạc đầy lời hay gì đó không biết. Nhưng mà đại khái đưa ra vấn đề là khác dòng họ rồi đó, khác dòng họ. Tuy nhiên là một mẹ khác cha. Thì một cái người ấy, thì thông cả ba tập Vị Đà, đọc tùng rất là thông lọc lào ba tập Vị Đà, là bởi vì đó là một cái giá trị của người trí thức của Ấn Độ thời bấy giờ. Vậy một người là không biết chi về đọc tùng ba tập Vị Đà cả. Thì nếu như có những lễ vật mà cúng dường cúng lễ xong rồi thì cái lễ vật cũng đáng để mà tặng cho mà để cúng để dâng cho cái người thuộc ba tập kinh đó, hay dâng cái người dốt người mà không đọc tụng được, thì Asalayana nói không, cái chuyện đó là chuyện phải gì tặng cho cái người mà thuộc tụng cái điện thôi, người nói xứng đáng để mà để hưởng cái thức phẩm và cúng dường cúng thân đó, cúng thân.
thì Đức Phật là được đấy, nghe được cái chuyện đó phải thôi, chuyện đó chuyện của người đời là của con người, chứ có ánh của nhân danh nó thì do cái bệnh này nói rằng là những người nào mà cao thực bại là phải sống thế này, cao thực sáu đồ đấy phải, thì cái đó của con người, chuyện của người, người ta tự quyết định đó. Bây giờ đây thì ngài không can thiệp chi cả. À, ông nói rằng là người giỏi lọc tụng kinh điển là xứng đáng để hưởng cái lễ vật cúng dường. Chứ ngài nói thế này, nếu như trong hai người đó mà cái người thuộc đọc tụng kinh điển, thông lào kinh điển mà làm thập ác, xấu xa, xấu hại người, hại Phật, xấu xa, và cái người không biết đọc kinh điển, cái người con kia không biết đọc tụng kinh điển nhưng mà họ rất hiền lành, đức độ, đức hạnh, rồi thì ông kỳ lệ và ông cúng dường đó thì ông định trao cho người nào? Thì sao nhà nói cho bà thầy tốt phải trao cho cái người có đức hạnh ấy nhé, cho đọc tụng kinh điển không bao đạo lẽ đức hạnh mà không đức hạnh con thất đức nữa, thì là trao cho cái người mà không đọc, không có thông rõ kinh điển mà lại có đạo đức ấy, thì đức phật mà dạy thế này từ điển đó. Ông là từ ông từ chấp nhận cái chủ trương của tôi nói đó, là bởi vì tôi đã nói từ cái chỗ mà dòng họ đi ra khỏi cái dòng họ rồi đấy, thì như tất nhiên là cái vấn đề vấn đề giai cấp ra khỏi dòng họ, tất nhiên là từ cái đứa con một mẹ khác cha là tất nhiên khác dòng họ rồi, tất nhiên vấn đề đó, vấn đề mà anh tặng thưởng anh dâng lễ vật cho cái đứa con mà đọc tụng kinh điển là vì hàng giỏi kinh điển chứ không phải vì dòng họ nào đâu, cơ sở của anh là vì hàng giỏi kinh điển, là vì trí thức cái đàn ạ. Nhưng mà bây giờ đến cái khi mà người làm thiện người làm ác đó thì ông nói là rõ ràng giáo cho cái người mà gọi là cái giá trị thực sự của người là cái người con mà sống đạo đức ấy, thì như vậy là giá trị của hành động người đó quyết định giá trị con người là do hành động đạo đức người đó quyết định chứ không phải dòng họ đâu. Mà xác định lời Bà La Môn mà anh nói rằng chủ trương Bà La Môn cao thượng vì đấy này, nhưng trong kinh khác Đức Phật nói rõ lắm, là bởi vì một người Bà La Môn mà hàng làm cái chuyện xấu xa, tham nhũng đủ thứ cả thì những người đó có đáng kính không? Cao thượng chứ nữa, mà một người thuộc Đạo La ta cao thượng thì cao thượng chứ. Thành Đức Phật chủ trương rằng giá trị con người là do hành động của người quyết định chứ không phải là dòng họ, không phải là dòng họ sinh từ vua chúa hay là từ Bà La Môn hay là từ thương giới buôn bán hay là từ giới mà tôi tớ, không phải. Giá trị con người độc lập, mỗi người độc lập vì bố mẹ, độc lập vì mọi, và chỉ có hành động người đó quyết định giá trị mà thôi. À, thì Đức Phật nói như vậy nó đó rõ ràng ông chấp nhận cái chủ trương tôi rồi này đấy. Tuy nhiên là họ từ thủ Asalayana từ thủ rồi, thì khi đó biết là Asalayana biết mình bất bại rồi là ngồi ù xù là không ngờ mình lại chấp nhận lý thuyết của Đức Phật. Ngài hỏi một hồi cái trả lời nó cũng biết, mà trả lời phải theo lẽ phải mà trả lời cái trí tuệ mà trả lời thì bị kẹt. Thì như vậy là Đức Phật xây dựng đến cái cơ sở chủ trương bình đẳng bổ giai cấp là trên cái sự thật của cuộc đời và cái trí tuệ, cái tình người đó rồi thôi. Thì ai mà vì con người nhân bản trí tuệ và thiết thực thì đừng có nhân danh một đấng nào hết, có ai lại đi vô thì chuyện của con người mà nhân danh một đấng nào để can thiệp thì vô lý lắm, mà mình cũng phản đối nữa, chết sống chứ mình cũng phản đối thôi, bởi vì cái cuộc đời của mình là để mình quyết định, chứ làm sao lại một đấng khác đến quyết định, tại sao khổ đau mình không đến mới chia với mình. À, khổ đau mình đáng lẽ phải đến chia bởi cái khổ đau của mình đi chứ, chứ nó lại quyết định phạt mình mà lại không hiếu thương mình chứ cả. À, thì cái đó là miễn cưỡng đối, không phải là chủ trương của Đức Phật. Thì sau đó thì Đức Phật mới kể thêm một câu chuyện. Câu chuyện này á, tự nhiên là quý vị có thể đọc thêm một số kinh nữa để mà biết thêm nhiều lập luận của Đức Phật. Đây là một số lập luận cơ bản. Khi ngài chủ trương bình đẳng giai cấp thì ngài nói như thế này, có một vị ẩn sĩ đó, vị này là tu có thần thông, thì trong đó có 7 người Bà La Môn ngồi bàn bạc với nhau cũng tu có thần thông, có pháp thuật chứ không phải thần thông hạng, mà mấy vị này là do đọc chú rồi nó có tà thuật đó, nó làm cho người ta mê mẩn, người ta có thể là người ta biến con người thành con vật nè, mà chú thuộc biết Ấn Độ có như thế, và có những cái chú đọc lên á, đọc cái chú đó lên nó biết cái tâm mình nữa, nói ra giống như một người chịu ngộ thành ra khiến cho mọi người mê mẩn này, theo họ rồi bao nhiêu tài sản dân cũng hết, nó nguy hiểm như vậy. Bây giờ đứng còn bên á chứ không phải là hết đâu, cái xã hội bên đó xã hội nó thánh thiền cũng nhiều mà nó ác cũng nhiều chứ không phải, nó mê tà cũng nhiều lắm. Thì Đức Phật mà nói 7 người đó bàn bạc nhau thì ông ẩn sĩ này là người chân chánh biết rồi, thì ngài cũng xuất hiện ngay từ cửa, thì mấy người kia tức lắm,
thấy ông đi có vẻ nghiêng ngang, mà tự nhiên họ cho họ là cao thượng và ông này là cái người mà không bố thế gì cả, và đến đó thì đọc cái chú để cho làm cho biến cho ông này thành người xấu xa đấy, nó thành bùi cát bùi đi. Nhưng mà ngài này có thần thông, ngài biết đọc chừng nào ngài đẹp chừng đó, không có hữu hiệu nữa. Do nó như vậy thì mình tu không có hữu hiệu nữa sao, mình không có vân vân đó, mấy người là tưởng là mất thần thuật rồi. Thì ngài ẩn sĩ đó nói không phải đâu, cả vị không phải tu mất đâu, nhưng mà cả vị vì có cả vị nuôi cái hận tâm ác tâm với tôi là vậy, cả vị bỏ hận tâm ác tâm đi thì vẫn có lại cái kết quả đó, thì mấy vị đó nói là xin bỏ. Thì khi đó mà ngài họ mới bắt đầu biết cái tên ngài này, từ xưng tên của mình, thì bảy vị Bà La Môn kia biết đó là một vị mà tu rất đắc đạo đấy, họ mới biết tên nhưng mà không thấy người đấy, bây giờ mới biết cung kính. Thì cái vị ẩn sĩ này mà hỏi thế này: ông chủ trương là Bà La Môn là Phạm Thiên, là sinh từ miệng Phạm Thiên, là thanh tịnh nhất, là cao thượng nhất, vân vân. Nhưng bây giờ ông biết rằng là những cái người Bà La Môn trước đây á, ông cũng biết bà mẹ của họ á, một đời biết một đời thôi, một đời bà mẹ của họ á, là họ giao phối với cái người bà ông bố là Bà La Môn hay Phi Bà La Môn không? Ông có biết không? Khi ông chủ trương như vậy mà ông có thấy không? À, không. Rồi ông có biết là ông bố là có giao phối về một cái bà mà Bà La Môn hay Phi Bà La Môn để sinh ra được con không? Bà La Môn không? Nó không. Rồi bây giờ đó là một đời, đời trước nữa có không? Ông biết không? Không. Hai đời, ba đời trước có biết không? Không. Bốn đời, năm đời, sáu đời, bảy đời. Nó đều không biết. Nói ông không biết làm sao mà ông có thể chủ trương rằng là Bà La Môn thanh tịnh. Có ai biết ông hỏi mà trong một phòng kinh khác Đức Phật hỏi là bây giờ từ đấy về trước, những người chủ trương Bà La Môn cũng cái Bà La Môn giả của các ông ấy, thì có ai biết được là Bà La Môn sinh từ miệng Phạm Thiên không? Không ai biết cả. Mà có ai biết cái họ hàng mình lúc đầu là ai không? Không có. Mà Đức Phật dùng Phật nhãn ai biết là đầu tiên là bà mẹ của người đầu tiên mà của dòng Bà La Môn là Thụ Đà La, mà cái người Bà La Môn đầu tiên ấy là lấy cũng ở. À, ngài chỉ cho nói đừng có chí và hành diện cả, mấy cái tổ tiên của quý vị cũng có chí hành diện cả. Thì tự nhiên có hơi bất nhận thiệt. Nhưng mà đối với những người mà hằng ghi rờn, hằng gieo cái ghi rờn cuộc đời là mình phải như thế để mà dập tắt cái âm mưu, cái tham vọng của họ này. Thì quý vị biết là họ nói đều không biết cả. Cả ông không biết chứ cả. Cả ông xin họ Bà La Môn thì cả người họ là thanh tịnh cao thượng. Ngài mà nói thế này, cả ông bây giờ cả ông biết cả ông là ai không? Cả ông Bà La Môn, cả ông biết cả ông là ai không? Nói gì cũng biết. Cả ông cũng biết rằng khi mà ở trong bào thai, bố mẹ rồi đó, mà khi mà thọ thai gọi là gắn đá ba là hướng ẩm. Cả ông cũng biết là vì sao mà cả ông được đẻ ra không? Nói không biết. Nói là bà mẹ, ông bố phải đến với bà mẹ cái này. Trong thời kỳ bà mẹ có thể thụ thai này, rồi lúc đó phải có hướng ẩm của mặt. Nghĩa là cái sự có giao phối, nhưng mà với điều kiện là phải có hai cái tinh trùng đó đã kết thành thai đã. Khi đó cả ông bị gọi mặt. Mà cái đó gọi là gắn đá ba là hướng ẩm. Nhưng mà ở trong cái phẩm kinh mà đại duyên của Đức Phật á, trường bộ thì Đức Phật dạy ra cái đó là cái nghiệp thức á, có cái thức vào mình bắt đầu cái nghiệp thức đó, mình chưa biết nó đến bằng một cái hình thể nào mình không biết, nhưng mà vào con đó đã, trong khi mà tinh trùng kết hợp thì khi đó cái thai nhi mà kết hợp thì ông cũng biết cái gắn đá ba đó, cái mà thành thai nhi đầu tiên, cái phối đầu tiên á, ông cũng biết hẳn là Bà La Môn không? Được không? Cô biết hẳn là giống như mình coi biết cái từng ga hẳn là từng trồng từng mãi á, cô biết hẳn là Bà La Môn không? Được không? Cô biết hẳn là Sạc Đề Lợi không? Cũng không. Cô biết hẳn là Phệ Xà không? Cũng không. Cô biết hẳn là Thụ Đà La không? Không. Ông biết chỉ cả, tại sao ông cũng biết ông là ai nếu ông chủ trương Bà La Môn cao thượng? Quý vị thấy nè, chính cái điểm này mà sau này Ấn Độ Ấn giáo nó cấm hường đạo Phật lắm. Nó nói chính Đức Phật làm đạo lộn trật tự xã hội Ấn Độ, cấm hường đạo Phật. Cho nên chi bởi vì làm như vậy mất quyền lợi về chính trị xã hội của họ nhiều biết là họ mới tìm mọi cách rồi tống đạo Phật ra khỏi được. Và họ còn nhiều khi còn nói nhỏ truyền lại cho con họ, ai mà giết được vị tu sĩ Phật giáo được sanh về Phạm Thiên, không có tu sĩ nào còn tồn tại nổi để vẫn được đạo nữa. Qua đó là chết. Vì đấy đó, có một cái người mà hồi đó là thầy dạy của Ô Minh đấy này, vì đó lúc đầu là phát cái tâm á, phát cái tâm qua là để truyền đạo Phật ở tại Ấn Độ, mà khốn lắm. Nó tới quý vị biết là vì này là rất giỏi, giáo rất giỏi. Nó tới nó cũng vừa nó cao người, rồi nó đem thức ăn tới, cũng ăn một hồi vì vì việc rồi đem gái đem ba tới nữa, rồi cái bụng to lần lớn ngồi phê mệt mê lắm, rồi mà theo Bà La Môn theo Ấn giáo luôn à. Tôi chịu một người đó mà biết cái mâm đó ông đi có thể truyền đạo được thì có thôi tiêu. Nghĩa là nếu như làm kế hoạch đón thành công thì có kế hoạch khác. Vậy đó, vì vậy thế này thì kỳ tôi nói là đây là nói sự thật chứ mấy người xấu gì cả. Thì vì cái chủ trương mà mình chủ trương, Đức Phật chủ trương mà cái bên đạt Bộ Gia Cáp này mà họ gọi là đạo ngược truyền thống của Ấn Độ,
Gầy đấy là có những người Bà La Môn giáo thôi, chứ Ấn Độ có rất nhiều người trí thức và những người chủ trương Phật giáo như ông Nehru. Ông đọc những cái nhật ký của ông viết rất là đặc biệt. Ông là một người cách mạng hoàn toàn, ông chấp nhận mọi cái thứ sai dù ông là người Ấn giáo, và ông ca ngợi đạo Phật thực sự. Ông ca ngợi đạo Phật thực sự. Bà Indira Gandhi cũng vậy, ông Rajiv Gandhi, Đảng Quốc Đại cũng vậy, ca ngợi thực sự một cái giá trị con người nhân bản này, chứ không có chủ trương như thế này. Còn cái BJP á, là họ có chủ trương, có cái Ấn giáo đó, họ vẫn nuôi dưỡng những cái truyền thống cũ. Mà cái này mình không nói được, cái này là cái xã hội các vị thôi, mình không nói được. Vì có riêng là cái quan điểm của Phật giáo mình là như thế này, không chấp nhận quan điểm đó. Và vì vậy cho nên rất khó để mình có thể sống chung với những người Ấn giáo, người mà Bà La Môn giáo, Ấn giáo, là bởi vì họ là chủ trương bốn giai cấp, mà mình khi nào mình chủ trương bình đẳng giai cấp là như vậy là một mất một còn rồi, hoặc là mình còn hoặc là họ còn. Mà mình thì không bao giờ với cái giáo lý từ bi và giáo lý tình người của mình, mình chỉ chịu nhẫn nhục chịu đựng thôi, chứ mình không thể có những cái bạo động được. Thì cuối cùng là mình phải ra đi, tuy nhiên Phật giáo phải ra đi khỏi sự Ấn Độ. Và còn lại đó là lý do, chứ không phải đạo Phật không đủ hấp dẫn để mà thu hút con người, không phải. Mà chỉ vì lý do đó, đơn giản là vậy. Ngay như ở trong cái xứ sở của mình đấy này, mà gọi là giáo hội Phật giáo Việt Nam ấy, chứ chắc những người thanh tịnh mà thực sự, người trí tuệ thực sự là có đức đúng. Là cái này không phải là do chế độ đâu, không phải. Mà không phải là do giáo hội dở đâu, không phải. Mà do bởi cái lòng của con người xấu. Cái người xấu nhiều hơn là bởi vì tôi mà thấy một người hơn tôi là tôi phải kéo 4-5 người là làm cho người đó rớt để mấy người tôi lên rồi đấy. Cái bí hàm rồi này, chứ không phải là do ai cả. Vì đấy, cái thực là khó sống lắm. Cái này là đau khổ, nhưng cuối cùng những người anh hùng, người xứ sở cũng vậy. Họ đau khổ, họ cô đơn, họ hy sinh lắm. Nhưng những người đó là họ khổ mà họ có cái hạnh phúc là bởi vì họ sống vì chính lý tưởng của họ thôi. Còn mà đòi thực sự mà để cho họ có một vị trí mà để công bằng trong xã hội khó lắm. Là bởi vì cái người tốt không nhiều, cái người xấu nhiều hơn. Cái lòng đố kỵ ngay trong tâm mình cũng vậy. Cái thời điểm mà cái lòng ghét ghét đố kỵ nó khởi lên nhiều hơn là lòng từ bi. Thì làm sao mới đòi xã hội được, mình là đẻ ra cái xã hội đó. Khó mà thành phải chịu đựng. Và cuối cùng những người muốn giải thoát lại phải cứ tiếp tục mà đi con đường giải thoát của mình vì từ bi rồi thôi, vì tình người, vì từ bi. Còn những người nào muốn lời lộc và muốn để thỏa mãn dục vọng địa vị vì danh lời rồi thì họ đi theo đường đó, họ sẽ thành công mặt đó. Nhưng mà cái chờ đợi của họ sau này là quý vị biết rồi, chờ đợi là cảnh giới tối tăm đau khổ. Mà họ đi vì sơ xuất một chút là đọa địa ngục ngạ quỷ súc sanh, là hàng mấy tỷ năm ở trong bóng tối khổ đau lắm. Mình từ bây giờ mình thiệt thòi trong cuộc đời này, nhưng mà mình biết ngay là lòng mình trong sáng thanh tịnh, và cái chờ đợi của mình là một thế giới yên tĩnh thanh tịnh, tương lai hiện tại trong mình an tịnh, tương lai an tịnh. Thì cái này là cái mà giáo lý Đức Phật dạy. Thì quý vị đừng có buồn bã là vì sao đạo Phật khó phát triển mạnh. Và đạo Phật, những người tu theo đạo Phật nhiều khi cũng chẳng cạnh tranh đủ tranh nhiều, là bởi vì như thế đó. Vì thế đó, giả lý thế. Đừng có đòi hỏi. Nhưng mà không phải vì vậy mình không có sống, không có làm. Mình phải cố gắng hết sức để mà nói cái giáo lý này, truyền bá giáo lý để cuộc đời, để mà giúp đỡ cho người đời. Thành thử khi nào mà có những vị anh hùng của cuộc đời này mà theo đạo Phật á, những người đó sẽ làm được chuyện lớn. Giống như Lý Công Uẩn và giống như là Đệ Trần, các vua chúa đó, những người yêu nước hùng mạnh, những người có tư tưởng lớn mà muốn có cái đạo đức này đem tới cho người dân, thì khi đó đạo Phật mạnh. Còn không thôi thì khó lắm. Vì thế không thôi là mình gắng mà làm việc thiền, và mình gắng mà mình tự nhận mình là Phật tử, rồi giúp đỡ cho những người khổ đau xung quanh mình thôi, thì cái đó là mình là Phật tử thôi. Còn đừng chờ đợi nhiều, đừng có mong rằng là một đằng giáo lý mình trong sáng được phổ biến, một đằng đạo Phật hưng thịnh khỏi.